Xin giới thiệu cả nhà táp lô mới sau khi bọc lại da nhé. Đó. Nhìn đẹp nét hẳn, căng đét luôn cả nhà. Nay mình bọc lại táp lô và vô lăng nhá. Bọc táp lô với vô lăng ở chỗ anh Dũng Hàn Thuyên. Táp lô nó bị hơi bị mủn, nó cao su mủn nên là bây giờ bọc lại. Quay quảng cáo cho ông Dũng Hàn Thuyên này. Thợ của anh Dũng Hàn Thuyên là rất là trẻ. Ông Dũng là sinh năm bao nhiêu nhỉ em nhỉ? 13. Thế trông trên Facebook thì trẻ nhỉ? Lô cũ ấy, rất là xấu. Tháo nốt vô lăng nhá. Bẩn hết rồi các bạn, vô lăng bẩn hết, bọc lại.
Đây là bước chọn da màu da nhé các bạn nhé. Chọn da màu da để ốp. Màu da rất chuẩn hả tít. Làm đi. Đi quay làm gì? Quay quảng cáo công dụng. Cứ làm đi. Làm em không làm rồi. Cứ làm bình thường mà. Không quay mặt người là được. Sếp thì làm ô tô phan này. Tập YouTube ấy. YouTube thì không biết sếp có năng không. Còn quán là phổ thông, quán là bình thường. Thì cái dòng này nó cơ cũ và nó bị nhiều mà, đúng không? Đấy, sau khi bọc xong vô lăng rồi nhá, lắp nhá. Cái làm cũng nhanh nhỉ? Đâu, cái này là... Em làm luôn, ưu tiên làm luôn. Đấy, cẩn thận cho anh nhé. Đấy, bắt đầu lắm. Thank you.
táp lô mới của mình đây nhá. Táp lô sau khi bọc ấy. Đấy. Sau khi bọc màu nó khác hơn cái màu cũ, nó bạc bọc ra đường nét rất là chuẩn luôn, nét rất chuẩn nhá các bạn nhá. Táp lô sau khi lắp đặt.